Xin chào các bạn, trong video này thì Hoa sẽ hướng dẫn cho các bạn cách nấy ninh video ở trên TikTok. Đầu tiên chúng ta sẽ vào phần mềm TikTok. Sau đó thì chúng ta sẽ chọn mục hồ sơ ở bên cuối tay phải màn hình. Sau đó thì chúng ta sẽ chọn một cái video bất kỳ. Hoa lấy ví dụ video 7 dấu hiệu phụ nữ thiếu hụt nội tiết tố đây. Sau đó thì chúng ta sẽ vào dấu 3 chấm ở bên tay phải gần cuối màn hình đây. Sau đó thì chúng ta sẽ vào mục sao chép liên kết ở bên tay trái gần cuối màn hình. Như vậy là chúng ta đã sao chép được link video này rồi. Và bây giờ thì chúng ta có thể dán ở trên Facebook. Chúng ta có thể vào Facebook chúng ta dán. Hoặc là chúng ta có thể dán ở trên Zalo. Hoặc chúng ta cũng có thể là gửi tin nhắn cho bạn bè. Đây, Hoa làm mẫu cho các bạn nhé. Đây, chúng ta dán. Và chúng ta muốn đăng thì ok, chúng ta đăng lên như này thôi. Đấy, vừa rồi thì Hoa có chia sẻ cho các bạn cách nấy ninh video ở trên TikTok thì rất là đơn giản và dễ dàng. Các bạn thấy video này hay thì các bạn nhớ thả tim và follow kênh của Hoa nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn tại các video tiếp theo.